Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Toàn cảnh siêu đám cưới của Quế Trân được diễn ra tại nhà hàng cao cấp ở Mỹ Sáng nay đám cưới của Quế Trân Đình Chí đã chính thức công bố hình ảnh thiệp cưới và ngày tổ chức đám cưới với Dương Đình Chí Theo đó, siêu đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 8 Và mới đây thôi Cặp đôi này đã xác nhận địa điểm diễn ra đám cưới ở Mỹ vị trí đáp ứng được lượng khách mời lớn là bạn bè thân thiết. Nhiều nghệ sĩ về biết theo mong muốn của cô dâu, chú rể tại hòn đảo Ngọc xinh đẹp. Cụ thể hơn, Quế Trân Dương Đình chí sẽ đài thọ chi phí cho 500 khách mời dự đám cưới vào ngày 14 tháng 8 tới đây. Nghệ sĩ Cải Lương Quế Chân và ca sĩ Dương Đình Trí diễn tình tứ trong buổi ghi hình đêm nhạc mang chủ đề Love Stories tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi chương trình bước chân hai thế hệ do con trai Lệ Thủy khởi xướng từ 10 năm trước. Dương Đình Trí chia sẻ, sau 5 năm anh mới gặp lại Quế Chân, cả hai có thời gian bị đồn yêu nhau, đã làm đám cưới rồi ly hôn. Tuy nhiên Dương Đình Trí phủ nhận Quế Chân chia sẻ đây là lần đầu cô mặc Chari cưới sánh đôi cùng Dương Đình Trí. Cả hai xác nhận họ xem nhau như người nhà, thường tâm sự qua điện thoại hàng đêm nhưng không muốn chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư trên mặt báo. Dương Đình Trí nhận xét quế chân sống gần gũi, tình cảm, có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi từng hiểu lầm và xa nhau 5 năm mới nối lại được nên tôi rất trân trọng mối quan hệ này. Tuy nhiên tình cảm giữa chúng tôi là gì thì tôi xin phép chưa chia sẻ lúc này. Dương Đình Trí nói, Quế Trần Nam nay 39 tuổi, là nữ nghệ sĩ tài năng và khả ái của làng Cải Lương. Hiện tại cô vẫn lẻ bóng khi gần đến tuổi tứ tuần. Nữ nghệ sĩ vừa xuất hiện trong chương trình Ngôi sao đương thời và đã có nhiều tâm sự về gia đình, sự nghiệp của mình. Quế Trần sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Từ cụ Tổ Vĩnh Xuân, ông cố bầu thắng theo nghề hát bội. Ông nội Minh Tơ thì chuyển từ hát bội sang hát bội pha cải lương. Đến cha cô là Thanh Tòng thì nổi tiếng với cải lương. Từ nhỏ Quế Trân đã được đi theo ba mẹ vào các đoàn cải lương Minh Tơ, đoàn 284. Đến năm 8 tuổi thì Quế Trân có vai đầu tiên trong đoàn đồng ấu Bạch Long dưới sự chỉ dẫn của nghệ sĩ Bạch Long về sau Quế Trân còn nhận các vai diễn trong đoàn dạ lý hương tuổi trẻ ở tuổi 17. Và đến năm 18 tuổi thì nữ nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang với vai Thiên Kiều Công Chúa trong vở Trắng Hoa Mai. Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là năm 1999 khi Quế Trân cùng nghệ sĩ Hữu Quốc đoạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang tại chương trình. MC Thanh Bạch khen ngợi Quế Trân là một trong số ít nghệ sĩ có thể diễn tốt ở cả tuồng cổ trang và tuồng xã hội, đồng thời đặt cho cô một thử thách là diễn một tuồng xã hội theo lối cổ trang quế chân liền ứng đáp một cách xuất sắc bằng trích đoạn hàn mặc tự cửa soạn giả viễn châu thanh bạch tiết lộ chuyện hậu trường về quế chân đằng sau sân khấu không phải là một chàng trai nào chăm sóc đâu mà là người nhà người thân bao giờ cũng lo trang phục trang trí trang điểm kể về những kỷ niệm đi lưu diễn quế chân cho biết cô không ngại đến với các khán giả vùng sâu vùng xa thậm chí còn hát cùng bà con nên đi đến đâu nữ nghệ sĩ cũng được yêu mến nhớ về những kỷ niệm từ thở ấu thơ cùng người cha kính yêu thanh tòng quế chân nghẹn ngào cho biết cha cô đã rất vui mừng khi cô đã bộc lộ năng khiếu từ nhỏ từ đó có thể nối nghiệp truyền thống gia đình đặc biệt quế chân không cầm được nước mát khi nhắc lại khoảng thời gian mình phải đối diện với nỗi mất mát quá lớn sau đó cô nhận được sự động viên của mẹ trước kia mẹ lúc nào cũng kề vai sát cánh bên cha mỗi lần thanh tỏng đi diễn đều có vợ chăm lo rồi đến thế hệ các con bà cũng chu đáo như vậy dù không đi hát nhưng cái nghề cũng ăn sâu vào tim của mẹ rồi mẹ động viên chân cố gắng đi hát để ba vui tiếp tục nối nghề của ba quế chân cho hay bên cạnh đó các cô chú đồng nghiệp khán giả cũng yêu thương nhắc nhở quế chân đã trở lại với sân khấu đồng thời cũng bắt đầu nhận những vai diễn thử thách hơn như vai Kiều Nguyệt Nga trong vở Tiên Nga dưới sự hướng dẫn tận tình của Thành Lộc. Lúc đó Lê Phương đang có em bé nên nhờ Quế Trân thay vai, chưa bao giờ cô nghĩ mình và nghệ sĩ Thành Lộc được hát chung một sân khấu như vậy. Cô thấy đó là một điều may mắn. Chàng Mỹ Nam Cao 1m75 còn cho biết, lúc mới vào nghề, anh mong muốn được diễn chung với Quế Trân, nhưng đồng nghiệp khuyên ngăn nam nghệ sĩ vì sợ khi diễn chung khán giả chỉ tập trung xem Quế chân thôi. Đến khi được một người bạn gieo duyên, Dương Đình Chí và Quế Trân lần đầu hát chung bài vọng cổ Phùng Ngọc Liêm của soạn giả Trọng Nguyễn. Nói là hát chung nhưng thật oái oăm là mỗi người quay riêng một cảnh rồi ghép lại với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.